Dạ vâng, Trường Thắng xin kính chào quý khán giả Đài Truyền hình SBTN. Ngày hôm nay Trường Thắng xin được đến với quý khán giả trong chương trình Sinh hoạt cộng đồng. Và đặc biệt ngày hôm nay Trường Thắng xin có một vị mời một vị khách rất đặc biệt đến từ Úc, đó là ông Paul Huy Nguyễn, là chủ tịch cộng đồng người Việt tự do New South Wales. Và hiện tại qua hệ thống video call của SBTN, Trường Thắng đang có ông Paul Huy Nguyễn. Dạ, xin chào ông Huy ạ. Dạ vâng, chào anh Trường Thắng và chào tất cả quý vị khán giả của SBTN. Dạ vâng, thưa anh Huy, Trường Thắng được biết là trong những thời gian vừa qua có nghe đến những cái tình hình, những cái việc tranh chấp và vấn đề chia rẽ trong cộng đồng của người Việt tại bên Úc. Thì với tư cách là một chủ tịch cộng đồng người Việt tự do tại New South Wales, thì anh Huy, anh có thể cho quý khán giả của SBTN không riêng tại California mà trên toàn thế giới được hiểu về tình hình gì, chuyện gì đã xảy ra tại cộng đồng người Việt tại Úc, thưa anh Huy? Dạ vâng thưa anh, thì trong suốt gần hơn một năm rưỡi qua thì có những chuyện rất là không may đến với cộng đồng người Việt tự do tại tiểu bang New South Wales cũng như là cộng đồng người Việt tự do tại Úc nói chung. Thì đây là một cái chuyện mà tôi nghĩ là rất là buồn và cũng rất là không may và rất là đáng tiếc mà nó đã phải xảy ra. Thì thưa anh, cái sự chia rẽ đó thì thực sự ra nó là một cái sự tranh chấp nội bộ của những hội đoàn thể cũng như là những thành viên cá nhân có những cái chính kiến khác nhau, thì đã đưa đến một cái sự tranh chấp. Tôi nghĩ rằng là nó đến một cái giai đoạn nó gọi là khá nghiêm trọng và nó đang ở một cái tình trạng là đã đưa ra tòa để mà coi là ai đúng ai sai. Thì thưa anh, thì cái đó nó cũng gây một cái sự chia rẽ cho cộng đồng người Việt chúng ta, và cái tình hình này chúng tôi cảm thấy rất là buồn và khi thấy những cái sinh hoạt của cộng đồng bị gián đoạn và nó không có được bình thường như là trước kia. Vì cảm thấy là trong những thời gian trước thì cộng đồng chúng ta đã có rất nhiều những cái sinh hoạt cộng đồng của người Việt tại New South Wales cũng như tại Úc đã có những nhiều sinh hoạt khá là tốt đẹp, khá là đoàn kết. Tuy nhiên trong những cái thời điểm vừa qua thì nó gây ra một cái sự ảnh hưởng khá lớn và làm cho nhiều những sự cản trở gây đến cho cộng đồng chúng ta. Và đối với cái tư cách đại diện cộng đồng với chính quyền cũng như là với người dân Úc thì nó có những cái chuyện không hay mà đến tai của những người Úc thì nó làm cái chuyện không tốt cho cộng đồng. Dạ vâng, thưa anh Huy, thì được biết là Úc là một trong những cộng đồng tương đối đoàn kết và chặt chẽ nhất trong thời gian vừa qua. Nhiều người nói rằng là Úc, cộng đồng người Việt tại Úc là coi như là cái chiến trường cuối cùng mà ở đó người Việt đoàn kết trong tất cả mọi phương diện, từ vấn đề chống lại những sự coi như tuyên truyền của Cộng sản Việt Nam cho đến việc tổ chức sinh hoạt và cũng như bảo tồn văn hóa của người Việt. Thế thì bây giờ đang có những sự tranh chấp và chia rẽ như vậy, phải mang nhau ra tòa để kiện cáo. Thì tại sao phải đi đến cái việc mà phải mang nhau ra tòa để kiện cáo lẫn nhau như thế này, thưa anh Huy? Và phe nào? Dạ vâng, kiện phe nào? Dạ vâng, thì cái đó là cái điểm mà chúng tôi nói với anh ngay từ đầu là đó là những điều rất là đáng tiếc và không cần thiết phải xảy ra, nhưng mà nó đã xảy ra. Là tại vì một số những cá nhân cũng như là một số họ nghĩ rằng là họ có những cái quyền ở trong cộng đồng và họ đã làm những cái hành động đó. Đây là cái hành động có lẽ là chưa bao giờ có. Thì anh thấy là trong những suốt thời gian tôi nắm cái vai trò chủ tịch cộng đồng thì cộng đồng tương đối là khá yên ổn và nó có những cái việc làm, những cái sinh hoạt của cộng đồng rất là tích cực, và nhiều những chính giới cũng như là cộng đồng những người cộng đồng khác cũng như là cộng đồng người Úc mainstream thì họ appreciate những cái công việc chúng ta làm. Tuy nhiên vì tôi thiết nghĩ là đây là những lý do cá nhân mà nó dẫn đến cái sự ảnh hưởng này chung cho cộng đồng, và đó là cái nỗi mà chúng tôi đau buồn. Và thưa anh, thì tôi cũng xin nói thêm là như anh nói rất đúng là cộng đồng người Việt tự do tại New South Wales cũng như là tại Úc nói chung là một thành trì chống cộng rất là mạnh mẽ, và chúng tôi luôn giữ vững cái đó dù trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, thử thách nào. Thì cộng đồng người Việt ở tại New South Wales cũng như tại Úc cũng làm cái thành trì chống cộng mà chúng ta, anh nói là cuối cùng, thì tôi cũng không biết là cuối cùng như thế nào, nhưng trong bất cứ tình huống nào, khó khăn nào, chúng tôi vẫn giữ cái truyền thống đó, vẫn bảo vệ lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa, vẫn có những cái sinh hoạt chúng ta phải làm dù khó khăn đến cách mấy, chẳng hạn như làm lễ giỗ cho cố tổng thống Ngô Đình Diệm, cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, Hoàng Sa,
những ngày lễ truyền thống như Hai Bà Trưng, Hùng Vương thì cộng đồng chúng ta vẫn tiếp tục làm việc và tiếp tục sinh hoạt, tuy là nó có cái sự chia rẽ trong đó, nhưng mà chúng tôi vẫn cố gắng bằng bất cứ hình thức nào cũng phải giữ vững cái truyền thống và bảo vệ, nhất là bảo vệ lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa và nhất là những cái chương trình sinh hoạt về chính trị chống cộng. Dạ vâng, thưa anh Huy, vậy thì cái vấn đề tranh chấp là vấn đề gì và tại sao phải đi ra tòa và phải nhờ đến tòa án để dàn xếp vụ này? Dạ vâng, có lẽ là đây là một cái sự tranh chấp mà tôi nghĩ là nó liên quan đến cái sự suy diễn hay là những suy nghĩ của những người đã đi trước và những thế hệ trẻ. Yeah. Thế hệ trẻ thì cá nhân tôi thì chúng tôi rất ủng hộ những em trẻ có khả năng, có tâm huyết với cộng đồng, và chúng tôi khuyến khích tất cả những người trẻ trong cộng đồng đều sinh hoạt. Nhưng mà một khi mà những ban chấp hành của những thế hệ trẻ đang đi lên và có những cái màu sắc tích cực của trong cộng đồng thì lại bị cản trở bởi một số cá nhân trong cộng đồng, và họ nghĩ rằng là họ đã là người làm chủ cộng đồng này và không cho cái sự phát triển của những người trẻ hay là những người mới và tham gia cộng đồng. Thưa anh, cộng đồng chúng ta là cộng đồng đã phát triển từ hơn 47 năm qua, cho nên khi mà nói progressive organization là chúng ta phải cần nhiều những tài năng mới, những thế hệ mới, thế hệ tiếp nối để tiếp tục cái con đường mà của cộng đồng đang theo đuổi trong suốt hơn 4 thập niên qua. Thì đối với những cá nhân mà những người gọi là tiền nhiệm đó, thì họ cho rằng là cái cộng đồng này là cộng đồng của họ và họ không có muốn ai lấy đi những cái gì mà là quá khứ. Thì tôi nghĩ là cái đó là, nếu mà chúng ta có cái suy nghĩ như vậy là chúng ta không thể mang cái cộng đồng có cái sự tiến mạnh được. Cho nên là đó là lý do của cái tranh chấp, nó cũng là vì cái lý do đó. Và cái lý do thứ hai đó là những cái sự việc cá nhân nó mang ra cộng đồng để là một cái chỗ mà đấu đá nhau và đã gây ra những cái chuyện mà không hay. Thì khi mà đấu đá nhau những cái chuyện mà không thành đó, thì họ phải dùng những cái biện pháp khác là thưa nhau ra tòa. Thì thưa anh, thì đối với tòa án thì lúc nào chúng tôi cũng cho rằng nếu chúng ta làm đúng theo nội quy, chúng làm đúng theo phương thức của cộng đồng thì chúng ta bắt buộc là phải đáp trả lại ở tại tòa và những cái gì mà họ nghĩ là họ đúng. Vâng, có nghĩa là họ từ chối trao truyền, tức là từ chối chuyển giao ngọn đuốc của những người đi trước đến cho những người đi sau và vẫn tin rằng mình là đúng hơn những người đi sau, phải không ạ? Dạ vâng, thì có lẽ là có một cái điều mà chúng tôi có khẳng định lắm là ai, những người tiền nhiệm hay là cá nhân chúng tôi hay là ban chấp hành chúng tôi đang đương nhiệm vẫn đều chung một lý tưởng, đó là làm sao cho đất nước Việt Nam được thoát ra khỏi ách cộng sản. Chúng tôi không bao giờ mà đi sai cái con đường đó. Tuy nhiên cái phương thức sinh hoạt là cái phương thức mà lèo lái cộng đồng đến cho tương lai đấy thì có vẻ hơi khác nhau. Thì vì cái sự khác nhau đó nó đâm ra nó có những cái sự hiềm khích và những cái sự chia rẽ. Nếu chúng ta chấp nhận chế độ dân chủ là khi nào mà một cái tổ chức nó có người lãnh đạo thì cái người lãnh đạo đó là đã bắt sốt with him, là cái người lãnh đạo nó phải lèo lái con thuyền của cộng đồng theo cái quyết định của người đó. Nếu họ xong nhiệm kỳ rồi trao cho cái người kế tiếp thì người kế tiếp phải có một con đường hướng riêng để mà lèo lái cộng đồng, nhưng vẫn giữ một mục đích chung, đó là cái mục đích chống cộng, mục đích làm sao cho cộng đồng tốt mạnh hơn và đoàn kết hơn. Dạ hiểu anh nói. Thế thì cái sự việc này đó, trong thời gian vừa qua thì Thắng có để ý đó là thường thường trong những cái thời gian như gần đây, đặc biệt là Tết Nguyên Đán năm Quý Mão, thường thường hay có những, đặc biệt là cái ngày 1 tháng 11 vừa qua, những năm trước thì cộng đồng của người Việt tại New South Wales cũng như bên Úc hay tổ chức những cái lễ kỷ niệm cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, rồi tổ chức những cái hội chợ Tết, rồi tất cả những cái sinh hoạt văn hóa đó để mà mừng Tết. Nhưng mà năm nay thì thấy bên cộng đồng của người Việt tại Úc, ở New South Wales cũng như ở bên Úc, im lặng, không có một cái gì cả. Có phải đây là cái đợt hệ quả của sự tranh chấp đó hay không? Dạ vâng thưa anh, thì như chúng tôi đã nói là trong những cái tình huống khó khăn thì chúng tôi đã cố gắng làm hết sức để có những cái buổi lễ truyền thống như là buổi lễ của
của ông thống Ngô Đình Diệm cũng như Nguyễn Văn Thiệu cũng như là Lễ Hoàng Sa. Nhưng đối với cái chợ Tết của cộng đồng người Việt tự do New South Wales, đó là cái chợ Tết mà gọi là truyền thống và hàng năm thì bắt buộc phải có. Nhưng mà những năm gần đây thì cảm biết là vì sự tranh chấp nó tương đối là khá ở cái mức nghiêm trọng, cho nên là chúng tôi không thể có khả năng mà làm ra có cái chợ Tết cho cộng đồng. Thì cái đó là cũng lý do mà cái điều đó là điều rất là đáng buồn, và nhiều đồng hương đã cho rằng là chúng ta có cái sự mất mát lớn đó, thưa anh. Thì chúng tôi thiết nghĩ là đây là cái sự mất mát, cái sự rất là buồn cho cộng đồng người Việt tự do New South Wales, là vì những sự tranh chấp nó dẫn đến chúng ta không có thể làm được cái chợ Tết như là đồng hương mong muốn. Nhất là sau cái thời gian mà bị Covid, thì trong thời gian Covid thì chúng ta không thể có chợ Tết được, tuy nhiên sau Covid chúng ta cũng không thể có được, đó là vì một cái lý do mà vì cái sự tranh chấp nội bộ của cộng đồng. Dạ vâng. Vâng, thưa anh Huy, trước khi trở lại buổi nói chuyện với anh từ bên Úc, thì Trường Thắng xin mời quý khán giả theo dõi phần thông tin thương mại của đài truyền hình SBTN. Chúng tôi sẽ trở lại trong vài lát. Dạ vâng, vừa rồi là phần thông tin đồng bài đại truyền SBTN. Xoay từ nắng xin được trở lại buổi nói chuyện với lại ông Paul Huy Nguyễn, là chủ tịch của cộng đồng người Việt tự do New South Wales. Dạ thưa anh Huy, trở lại cái việc mà hội chợ Tết, thì như anh nói rất đúng là đây một sự mất mát rất lớn sau đại dịch Covid. Trong lúc đại dịch Covid đã không có hội chợ Tết rồi, sau đại dịch tưởng rằng có hội chợ Tết, cuối cùng không có, và đây là sự mất mát rất là lớn của cộng đồng của người Việt từ bên đó. Như chúng ta cũng biết đó, là cái hội chợ Tết là một cái biểu tượng văn hóa và truyền thống của người Việt tị nạn cộng sản của chúng ta. Ở đó chúng ta treo những lá cờ vàng. Tôi nói sẽ lấy thí dụ hơi dài dòng một chút, là tất cả những phóng sự mà SBTN thực hiện ở các chợ hội chợ Tết ở khắp nơi ở Hoa Kỳ, khi chiếu lên hoặc đưa lên Facebook hoặc là YouTube, luôn luôn bị phía bên cộng sản tấn công rất nặng nề vì cái lá cờ vàng ba sọc đỏ của chúng ta hay lúc nào cũng hiện diện trong tất cả các hội chợ Tết đó, cũng như trong tất cả những cái sinh hoạt văn hóa nhân ngày Tết đều bị tấn công rất là nặng nề. Mục đích chính của chúng là hạ cho bằng được lá cờ vàng ba sọc đỏ của chúng ta. Và trong trường hợp như anh Huy vừa trình bày đó, thì cái việc không tổ chức được hội chợ Tết, không có lá cờ vàng ba sọc đỏ trong ngày Tết truyền thống của Việt Nam, thì đó là một sự thất bại và đó là một sự chiến thắng nếu chúng ta nhìn từ phía bên góc cạnh của người cộng sản, đúng không ạ? Dạ vâng, thưa anh, rất đúng. Tại vì chúng tôi cũng xin nói thêm là tuy là chúng cộng đồng người Việt do New Show không có tổ chức chợ Tết, nhưng mà ngày mùng 1 Tết thì chúng tôi cũng có một lễ đón xuân tại trung tâm sinh hoạt cộng đồng. Cái ngày lễ đón xuân đó thì chúng ta cũng có lễ thượng kỳ đầu năm, và những người trong quân lực Việt Nam, những anh em trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng đã đến tham dự và làm cái lễ thượng kỳ, và chúng ta cũng có đốt pháo múa lân, và chúng ta cũng có cờ vàng ở trong trung tâm cộng đồng, trong một cái không gian nhỏ hơn rất là nhiều so với những năm trước, thưa anh. Để tiếp lời anh về cái vấn đề cờ vàng, thì cờ vàng có lẽ là nó đi liền với lại người Việt tị nạn cộng sản của Úc, của Canada hay của Mỹ. Thì tôi tin rằng là cái lá cờ của chúng ta nó không có thể nào nó lìa ra khỏi cộng đồng này được. Và ở đâu có những cái sinh hoạt của cộng đồng, ở đâu có những cái lễ nghi của cộng đồng, ở đâu có những cái buổi hội chợ của cộng đồng, là chúng ta bắt buộc là phải treo cờ vàng. Đó là cái chuyện mà chúng ta không thể không làm. Cho nên thưa anh, chúng ta càng biểu dương cái cờ vàng của chúng ta đến đâu, thì cái đó là một cái sự đánh trả cộng sản Việt Nam tốt nhất. Tại vì chúng đang nhất là đúng ra là nhạy cảm với cái cờ vàng của chúng ta, cho nên bất cứ cái sinh hoạt nào thì chúng ta cũng phải chào cờ, chúng ta cũng phải biểu dương cái cờ vàng của chúng ta bất cứ đâu. Và chợ Tết là cái nơi mà chúng ta có thể nói là hàng trăm lá cờ vàng. Trong những năm trước thì cộng đồng người Việt chúng ta chúng tôi đã biểu dương khoảng 300 cái lá cờ vàng ở trong hội chợ Tết. Thì thưa anh, đây là một cái sự mất mát lớn. Được biết là hình như một trong tuần lễ vừa qua ở bên Úc cũng có một cái buổi hội chợ Tết mà không có treo cờ vàng. Anh có biết vụ này không ạ?
À, dạ vâng, thì chỉ tôi cũng cái đã treo cờ ngũ sắc thôi, không có treo cờ vàng. Anh biết vụ này không? dạ vâng, cái đó là ở thành phố Melbourne. À, thưa anh, À. thì khi mà tôi thấy được cái tin đó thì tôi rất là buồn, là vì đã nói chợ Tết của bất cứ cộng đồng người Việt là chúng ta phải có cờ vàng, cái đó là cái điều mà chúng ta không thể không làm. Chúng tôi không hiểu lý do tại sao mà ban tổ chức lại không để cờ vàng hay là không cho phép để cờ vàng, thì cái đó là một cái sự mất mát lớn của cộng đồng. Và những tôi thiết nghĩ là ban chấp hành của cộng đồng người Việt tự do ở tại tiểu bang đó phải lên tiếng, phải lên tiếng rất là mạnh mẽ, phải có sự chống đối, là vì đây là một cái ngày truyền thống, ngày chợ Tết mà chúng ta thiếu cái lá cờ đó, là có nghĩa là chúng ta sợ sợ sệt một cái điều gì đó, hay là chúng ta bị cản trở gì đó mà không thể treo cái lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa. Thì Chúng ta tôi đang nghĩ sống ở xứ tự là do mà sợ gì thưa anh Huy? dạ vâng, thì cái đó là một cái sự Chúng mà ta đâu có sợ bị tôi bắt. không biết. Chúng ta có sợ bị cải tạ đâu. Đúng không? Chúng ta đâu đi tù. Tại sao họ sợ? Ngoại trừ trường hợp Dạ họ vâng, có nhiều cá nhân trong ban tổ chức đó, thì có lẽ là vì họ sợ một cái điều gì đó thì họ không có treo cái cờ vàng đó. Và chúng tôi thiết nghĩ là cộng đồng người Việt tự do tại tiểu bang Victoria nên lên tiếng cách mạnh mẽ và có một cái sự chống đối về cái việc này, là tại vì chưa không không có nơi nào mà có cái sinh hoạt cộng đồng mà chúng ta không có cờ vàng anh. Ở New South Wales thì chúng tôi trong trong bất cứ tình huống nào thì chúng tôi vẫn duy trì cái sự biểu dương của lá cờ vàng. Tuy là chúng ta có những cái sự bất đồng về 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 về, về ý kiến lẫn nhau, đưa đến xung đột, đưa đến những cái sự conflict này kia, rồi mang nhau đến ra tòa. Tuy nhiên chúng tôi vẫn luôn luôn giữ một lập trường, đó là lập trường đều chống cộng, và những người mà họ chống đối ở đây họ cũng vẫn giữ một cái lập trường chống cộng. Mà tôi tin tin chắc rằng với cái tinh thần đoàn kết, mà về chuyện lớn hơn đó là chuyện mà chống cộng, thì cộng đồng không có chia rẽ, chúng tôi chỉ có những cái sự xung đột về về những cái phương thức sinh hoạt, cũng như là những cái sự suy diễn của mỗi cá nhân, nó đưa đến sự tranh chấp. Nhưng cái tiền đồ chống cộng của New South Wales vẫn 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 vững mạnh và vẫn tiếp tục trên trên con đường mà đấu tranh cho Việt Nam. Dạ vâng, thế thì tương lai của cộng đồng Úc sẽ đi về đâu thưa anh Huy? Theo nhận định của anh. Dạ vâng, nếu mà thì anh hỏi về cá nhân chúng tôi đó, thì trong cái hoài bão chúng tôi là luôn luôn bảo vệ lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa, và nhất là trên cái công tác mà truyền lại cho hay là khuyến khích những thế hệ tiếp nối đi theo cái con đường mà giữ lửa, cũng như là bảo tồn về lịch sử, bảo tồn về những cái gì tốt đẹp nhất của Việt Nam Cộng Hòa. Và các em trẻ ở đây thì chúng tôi muốn không những là giúp cho các em phải tham gia vào những sinh hoạt cộng đồng, mà còn phải đứng ra là ban tổ chức của những sinh hoạt cộng đồng trong tương lai. Thì cái đó là cái mục đích mà chúng tôi đang đang vẫn tiếp tục theo đuổi, vẫn tiếp tục làm, dù là trong cái một cái tình huống khó khăn cách nào đi chăng nữa, thì chúng ta vẫn phải có những em trẻ để tiếp nối những cái sinh hoạt cộng đồng. Tại vì những người đã lớn tuổi thì anh thấy là những người cựu quân nhân đã vào ở cái số tuổi 70, 80, thì chắc chắn là chúng ta cần phải có những cái thế hệ tiếp nối để đi đi lên, để giữ cái ngọn đuốc của chúng ta ở trời trong cộng đồng, để mà tất cả những cái buổi sinh hoạt của chùa Tết, trong dù là 40 năm nữa chẳng hạn, chúng ta vẫn còn cái lá cờ vàng everywhere mà chúng ta có cái tham gia sinh hoạt, và chúng ta vẫn tiếp tục phải chào cờ Úc Việt, và cái lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa nó luôn luôn nó đi đi sát với, và nó không thể lìa được với cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản ở tại Úc nói chung, cũng như tại New South Wales nói riêng. Dạ vâng thưa anh Huy, như vậy là cái vấn đề xung đột này nó chỉ xảy ra ở tại tiểu bang New South Wales, còn Victoria và những tiểu bang khác thì sao? Dạ vâng, thì ở những tiểu bang khác thì chắc chắn là cũng sẽ không có cái mức độ nghiêm trọng, nó không có bằng tiểu bang New South Wales. Ở những tiểu bang khác thì tuy có những cái sự mà bất đồng ý kiến về một số công việc, tuy nhiên nó cũng không có nghiêm trọng bằng cái tình hình của tiểu bang New South Wales thôi. À, như anh vừa trình bày đó là Victoria tiểu bang người Việt cộng đồng tại hội người Việt cộng đồng tại Victoria vẫn chưa lên tiếng về cái vụ mà hồi giờ Tết không có treo cờ vàng như trường hợp đã xảy ra bên Canada. Dạ vâng, dạ thì cho đến thời điểm này thì chúng tôi chưa thấy ban chấp hành của cộng đồng người Việt tự do Victoria lên tiếng về vấn đề này. Dạ, tuy nhiên một số đồng hương đã
đã có những cái ý kiến rất là mạnh mẽ và phàn nàn về cái việc này, và cho rằng đây là một cái việc mà rất là sai và nó không có giữ đúng theo cái truyền thống của cộng đồng chúng ta. Dạ vâng, theo nhận định của anh thì cái vấn đề xung đột những cái sinh hoạt cộng đồng tại New South Wales khi nào sẽ giải quyết xong? Trong bao lâu nữa? Cái vụ án này, cái vụ kiện này sẽ kéo dài bao lâu? Được biết là thứ sáu này hình như là lại phải ra tòa một lần nữa thưa anh. Vài ngày tới đây thì chúng tôi có một cái phiên 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 tòa hòa giải đó thưa anh, tại vì À, dạ vâng. chánh án đã ra lệnh là hai bên phải có một cái sự hòa giải, phải qua một cái giai đoạn hòa giải, thì thứ sáu này chúng tôi đến tòa để mà gặp, để mà hòa giải một số việc mà tranh chấp. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng mong rằng là những cái sự hòa giải này nó mang đến một cái kết quả tốt cho cộng đồng, mà mang lại cái sự đoàn kết hơn cho cộng đồng. Chúng ta không thể nào để cộng đồng đi vô cái tình trạng bị bế tắc và bị gián đoạn như thế này được nữa. Và vì có lẽ là những cái sự xung đột chúng ta, những sự hiềm khích của chúng ta mà mang nhau ra tòa, thì cái có lẽ kẻ lợi nhất là Cộng sản Việt Nam, Dạ thì đúng. họ không Dạ cần đúng. làm, họ cũng Dạ vâng. đã chiến thắng, thì thấy là cái sự chia rẽ và chúng ta càng ngày càng yếu đi về những cái sự tranh chấp đến mức nghiêm trọng như thế này. Dạ vâng, hoàn toàn đồng ý với anh. Bởi vì trong trường hợp này thì Cộng sản Việt Nam là vẫn là kẻ hưởng lợi trong trường hợp này. Trong xin đặt thêm câu hỏi là cô Kate Hoàng đó hiện tại là cô giữ chức vụ gì? Dạ Minh Thanh, vào tháng 6 năm 2021 thì Kết Hoàng đã được bầu làm Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do Liên bang Úc Châu. À, liên bang. Dạ. Dạ vâng, Úc Châu thì một cái sự việc lại cũng không may, là cũng là vì những cái sự mà chia rẽ, chúng ta đã gây đến một cái tình trạng là họ đã một số cá nhân một số cá nhân, nhất là một số những quý vị mà đã giữ cái vai trò chủ tịch tiền nhiệm đó, thì họ đã cùng một số các tiểu bang đã có một cái cuộc đảo chánh, và coi như là họ tự lật đổ cô Kết Hoàng là chủ tịch À. cộng đồng người Việt Liên, và đây cũng là một trong những lý do mà nó gây đến một cái sự chia rẽ khá lớn đối với cộng đồng người Việt ở New South Wales nói riêng và cộng đồng người Việt tự do Liên bang Úc Châu nói chung. Thì À. thưa anh, đây là một cái việc mà chúng tôi nói là rất không may cho cộng đồng đã Vâng. đi đến một cái tình trạng rất là bế tắc như vậy, từ tiểu bang và đến cấp liên bang. Dạ vâng. Nếu một người đồng hương Úc á, thì ta hay nói là bây giờ cộng đồng có hai phe, thì anh thấy đó là điều buồn không anh? Rất là buồn khi Dạ vâng, mà dạ người đúng ta vậy. là ai theo phe nào, ai theo phe kia, thì tôi nghĩ đó là một cái con dao mà đâm vào tim của trái tim của những người mà những người Việt mà có tâm huyết với cộng đồng, thì họ thấy rất là một cái sự đau buồn, Dạ họ vâng. cảm thấy đây là một cái sự mất nước. Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn ông Paul Huy Nguyễn là Chủ tịch Cộng đồng của người Việt tự do New South Wales đã đến với chương trình ngày hôm nay để tường trình những cái sự kiện nó đang xảy ra tại bên Úc. Sau khi nghe là những vấn đề lùm xùm xảy ra bên đó, chính vì vậy mà Trần Thắng đã có liên lạc với ông Paul Huy Nguyễn để tìm hiểu thêm vấn đề, và mong rằng trong những ngày sắp tới chúng ta sẽ nhận được những tin vui liên quan đến những vấn đề xung đột tại nơi đây sẽ được giải quyết một cách êm thấm mà không cần phải tiếp tục dẫn nhau ra tòa nữa. Một lần nữa Trần Thắng xin cảm ơn ông Paul Huy Nguyễn và xin chúc ông một ngày bình yên, và xin hẹn gặp lại trong những lần chương trình kế tiếp. Dạ vâng. Xin cảm ơn anh Tường Thắng và xin cảm ơn quý vị khán giả của SPTN. Dạ, xin cảm ơn quý vị.